Tua lại phần 2, sau khi bị một tên tia chớp đỏ giết chết mẹ của mình Và một tên khác có tia chớp xanh giết nốt bố Barry quyết định trở lại quá khứ để ngăn mình trở thành trẻ mồ côi Bằng cách quay lại cái đêm định mệnh đó và ngăn cản Reverse Flash Kết quả là dòng thời gian đã bị thay đổi Và chúng ta đến với mùa 3 của The Flash Trong một sự kiện nổi tiếng nhất của người hùng tia chớp Flash Sale, à ý tôi là Flash Boy Sau pha du hành thời gian đi vào lòng đất cuộc sống của Barry lại lên thiên đàng, anh có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ vẫn còn nguyên. Và vì không mồ côi nên Barry không chuyển tới nhà chú dâu, từ đó anh và Iris cũng không quen nhau. Chú dâu thì vẫn làm một sở cảnh sát nhưng lười biếng hơn trước. Còn em trai của Iris là Wally thì đảm nhận vai trò người hùng tia chớp Kid Flash. Kid Flash này vẫn qua lại với Star dù chẳng mấy thân thiết. Và Star ở dòng thời gian này lại là Raymond Industry với người đứng đầu là Cisco. Trong khi đó Caitlin lại trở thành bác sĩ khám mắt cho thiếu nhi. Thấy vậy thì Flash kéo mọi người lại với nhau và giải thích rằng ở thực tại cũ cả nhóm là một đội trước khi cậu quay trở về quá khứ và quan hệ với dòng thời gian giờ đây họ cần làm việc cùng nhau để chống lại tên ác nhân siêu tốc độ ở thực tại này hắn chính là Rival với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình Flash đã hạ gục hắn nhưng dòng thời gian không phải là thứ để cậu có thể chơi đùa Barry càng ở đây lâu, tốc độ cũng như ký ức về dòng thời gian cũ ngày càng trôi sụt đi. Barry tìm đến Thorn, tên Reverse Flash bị cậu nhốt ngay sau khi cứu mẹ mình để tìm câu trả lời và chìa khóa để cậu có lại tốc độ và đưa mọi thứ về như cũ bằng cách gửi Thorn về quá khứ để giết mẹ cậu. Thì ra Flash vẫn chọn siêu tốc độ thay vì mẹ mình, đùa đấy. Flash chọn bảo vệ mọi người nên Thorn được trở lại cái đêm định mệnh làm việc mình phải làm. Sau đó cả hai trở lại hiện tại chào chiều mến nhau một cái trước khi ai đi đường người đấy tưởng chừng mọi chuyện đã trở lại như cũ nhưng vẫn có những biến số mới xảy ra đầu tiên là cậu có thêm đồng nghiệp ở phòng làm việc tên là julian từ harry potter sang tiếp đến là anh trai của cisco đã chết vì sự thay đổi này điều đó khiến cisco rơi vào trầm cảm nhưng đó không phải là điều tệ nhất bởi một kẻ bí ẩn đã cảm nhận được sự thay đổi của dòng thời gian hắn tự xưng là nhà giả kim điều đầu tiên hắn làm là gợi lại cho rival ở dòng thời gian này ký ức và trao cả cho hắn siêu tốc độ rival trở nên thù hận flash vì đã thay đổi dòng thời gian để biến rival thành người bình thường Flash tiếp tục ra tay nhưng thất bại. Anh cảm thấy dòng thời gian này vẫn sai hơi nhiều nên quyết định trở lại quá khứ thêm một lần nữa để sửa lỗi chính tả. Nhưng trên con đường không thời gian, Flash ở vũ trụ 3 đã kéo anh ra trước khi Barry làm rối tung dòng thời gian một lần nữa. Họ đến năm 1998, Flash vũ trụ 3 nói với cậu rằng dòng thời gian sẽ không bao giờ trở lại như cũ, nếu cậu càng cố gắng sửa, nó sẽ lại càng toang, nên việc cần làm là hãy chấp nhận và sửa chữa mọi thứ ở hiện tại. Sau đó Flash trở về vũ trụ 1, nói với mọi người toàn bộ chuyện mình vừa quan hệ với dòng thời gian. Phải mất một thời gian mọi người mới hết giận Barry và cùng giúp cậu đánh bại tên rival sau đó đưa hắn tới nhà tù iron heights nhà tù chuyên nốt dị nhân vào một ngày đẹp trời harry cùng con gái jesse mở cổng qua vũ trụ một lý do ông tới là vì cần cả đội giúp đỡ vì sau tai nạn tia xét ở phần trước jesse bỗng có tốc độ giờ đây cô phải làm anh hùng như flash điều đó khiến một ông bố như harry đau đầu một ông bố khác cũng đau đầu không kém đấy là Joe vì ông đang phải dỗ con bởi Wally sau khi chứng kiến người cũng tai nạn như mình là Jesse có tốc độ, cậu bắt đầu tủi thân vì mình vẫn phải đi bộ. Chắc Wally nghĩ siêu tốc độ là khóa học trưởng thành. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con bị ngắt quãng bởi Magenta, Magento phiên bản nữ, người thứ hai được nhà giả kim ban cho sức mạnh và lại là một đối thủ đáng gờm của The Flash. Anh trở về Star nghiên cứu cách counter lại đối thủ cùng với cả đội. Tối hôm đó, Magenta xuất hiện trước bệnh viện để trả thù ông bố bạo hành của mình. Cô ta điều khiển nguyên một con tàu thủy trên bầu trời thành phố Central. Điều đó khiến Flash phải chạy lên trên nóc nhà và chạy quanh quanh để tạo luồng gió đỡ con tàu không đổ xuống. Sau khi thấy tình hình căng thẳng, Harry cho phép Jesse chạy tới giúp một chân. Khi đã có người giữ con tàu lơ lửng, Flash chạy xuống cảm hóa Magenta, khiến cô bé giảm bớt hận thù và điều khiển con tàu về tới bến. Magenta được đưa về Starlab để hỏi về cách cô có năng lực. Theo lời cô, nhà giả kim đã thôi thúc cô nhớ lại cuộc đời ở Flashpoint và trao cho cô sức mạnh điều khiển kim loại. Một thời gian sau, thành phố Central xuất hiện một tên dị nhân mới tên là Scooter, có khả năng ra vào trong gương. Hắn giải cứu bạn gái mình là Top bằng cách đi qua những tấm kính của nhà tù top thì có khả năng làm người khác chóng mặt như con quay với sức mạnh đó đôi tình nhân lôi nhau đi hẹn hò ở các ngân hàng trong thành phố cho đến khi bị flash và jesse bắt tại trận nhưng siêu tốc độ chẳng làm hắn ngại ngần vì flash không thể bắt được hắn ở trong gương trong khi flash đang chạy quanh các tòa nhà để truy đuổi một hình bóng thì jesse đã bị top khiến cho tiền đình trên lầu cao và ngã tự do điều đó khiến flash phải quay sang cứu cô và mất cảnh giác với scooter do hắn đã lợi dụng thời cơ và đẩy ngược anh vào thế giới gương khiến jesse phải bê cả tấm quảng cáo về Labs. Cả đội nghĩ ra cách để cứu Barry Đấy là làm lạnh bề mặt gương Nhưng nhiệt độ của máy cung cấp không đủ Thế là Caitlyn đánh bí mật dùng sức mạnh lúc mọi người vắng mặt Sau đó để Barry tự dùng cơ thể để chui ra Cộng một điểm logic Flash cùng Jesse quay trở lại gặp đôi tình nhân Khi anh đã nghĩ ra cách đánh bại Scooter Bằng cách bố trí dàn gương xung quanh hắn Để khiến Scooter luôn chui ra từ chiếc gương đối diện còn Jesse chỉ đơn giản là tiếp cận top từ sau lưng trước khi cô ta dùng năng lực. Sau đó cả hai bị đưa về nhà tù Iron Heights. Riêng Scooter bị nhốt trong căn phòng 47 không lắp kính trở lại Starlab. Có vẻ như Harry đã yên tâm hơn trong việc để con gái làm siêu anh hùng nên hai bố con sẽ trở về nhà ở vũ trụ 2 nhưng trước đó ông cùng cisco đã tuyển dụng một phiên bản wells khác ở đa vũ trụ để tìm ra người thông minh nhất giúp team flash đối đầu với các dị nhân sắp tới hay nói cách khác là hợp thức hóa vai diễn của ông trong show flash và harry này tự gọi mình là hr một phiên bản Wells vui tính hòa đồng hơn rất nhiều trong một diễn biến khác. Văn phòng Starlab bắt đầu lạm phát siêu sức mạnh. Đầu tiên là Barry, Cisco, giờ thì tới kếtlin Sau cú sửa dòng thời gian của Flash, cô bắt đầu bộc phát sức mạnh băng giá của Killer Frost. Vì thế nên Caitlyn mới tìm đến mẹ mình, một giáo sư có đề tài nghiên cứu về thuốc đông lạnh để giúp cô tìm hiểu tình trạng của bản thân. Nếu chỉ là sức mạnh đơn thuần thì không có gì đáng nói, nhưng Killer Frost giống như một nhân cách thứ hai. Mỗi khi Caitlyn bị kích động, nó chiếm quyền kiểm soát và tỏ ra hung hăng. Nếu không có sự can thiệp của mẹ, có lẽ cô đã trở thành Elsa cơ lỡ vận. Sau khi gặp mẹ thì Caitlyn quay trở về Star Labs, tâm sự với Cisco về chuyện gia đình và vẫn giấu về năng lực mới của mình. Dù vậy thì càng ngày Killer Frost càng khó kiểm soát. Vài ngày sau, Caitlyn lựa chọn chia sẻ với Cisco trước khi mọi chuyện tệ đi. Cô muốn Cisco sử dụng năng lực vibe lên mình, xem tương lai liệu mình có trở thành kẻ xấu hay không. Và Cisco đã nhìn thấy một cuộc đối đầu giữa cậu và đồng nghiệp trong tương lai. Nhưng Cisco chọn cách không nói ra sự thật để chấn an Caitlyn nếu như cô giáo sư sinh hóa tỏ ra sợ hãi với dị năng của mình thì cậu chàng wally lại phát điên lên khi biết được ở flashpoint bình từng có tốc độ một phần do ghen tị với Barry phần còn lại do wally đã bị nhà giả kim thao túng tâm lý sau nhiều lần thấy con trai vật lộn như thiếu thuốc Joe đã đồng ý để Wally tới chỗ nhà giả kim, nhưng với sự hỗ trợ của Flash, Starlab và cả sở cảnh sát, mọi người cùng tiến vào địa bàn của hắn ở ga tàu điện bỏ hoang. Wally bước vào trước để khiến nhà giả kim mất cảnh giác. Sau đó Flash cùng phía cảnh sát ập vào, tưởng chừng đó sẽ là một chiến thắng toàn diện, thì bỗng nhiên một speedster khác mang tia sét xanh trắng xuất hiện. Hắn giải cứu cho nhà giả kim đồng thời thanh toán cảnh sát trong chớp nhoáng chớp đến mức mà tốc độ của Barry cũng không thể nhìn thấy được. Trong lúc đó, Wally bị một giọng nói thôi thúc tiến đến hòn đá của nhà giả kim và biến thành một cây nấm sau khi chạm vào. Khi Flash còn đang ngơ ngác thì anh ngay lập tức bị tên Speedster xét trắng xanh tóm lấy. Hắn tự xưng mình là thần tốc độ Cybertar và Flash là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn. Để thể hiện sự ao trình, Cybertar lôi Flash đi với tốc độ còn nhanh hơn cả Flash từng chạy. Khi mà Flash mới kịp xỏ dây dày, hắn đã giành được Olympic Điền Kinh. Điều đó khiến Cisco phải mở cổng thông đạo, kéo theo Caitlyn tới ứng cứu. Sau đó Caitlyn sử dụng năng lực để đóng băng Cybertar Nhưng chẳng mất bao lâu để hắn tự thoát ra được lớp nước đá và chạy thoát đi còn Flash thì được một fan đái ra quần Quay trở lại với Wally Cậu được bê nguyên cả quả nấm bọc quanh mình với Starlab Trong khi Caitlyn vẫn đang theo dõi sát sao Để đảm bảo Wally vẫn còn thoi thóp Thì Joe đã quay trở về sở cảnh sát để hỏi cung Một trong hai tên tín đồ bị bắt lại về vị trí của nhà giả kim Không lâu sau Caitlyn cũng theo tới sở cảnh sát Cô cũng muốn tìm nhà giả kim để loại bỏ Killer Frost trong mình Nên đã lừa Joe về Starlab thăm con Sau đó Caitlyn hỏi cung tên tín đồ Khi không nhận được kết quả Caitlyn lại trở nên mất kiểm soát Cô giết tên tín đồ và bắt Julian đi cùng mình để nhờ anh truy tìm tung tích của nhà giả kim và Savitar. Không lâu sau, với vệ tinh đa năng của Starlab, Flash đã tìm ra vị trí của Caitlin và giải cứu cho Julian. Trong khi đang thuyết phục Caitlin về với đội, phía cảnh sát đã ập vào bắn tung tóe. Điều đó khiến Caitlin lại nổi giận. Cô xiên Flash và sau đó chạy trốn một lần nữa. Đến nửa đêm, Caitlin mò vào trong nhà tên tín đồ còn lại, kẻ mà không bị cảnh sát bắt để hỏi hắn về vị trí của nhà giả kim. Hắn nói nhà giả kim cũng chỉ là đàn em của Savitar và Killer Frost mới là phiên bản hùng mạnh nhất của cô nên đừng có vất đi làm gì cả. Ngay lúc đó, Cisco và Flash tới đây để kéo bạn về nhà nhưng mà bạn này hơi chiến cô nói hãy đánh bại cô rồi muốn làm gì thì làm vì thế nên cả bà nhà vô Flash thì bị hôn cho lạnh sống lưng, đành phải nhờ Cisco ra tay đánh bay cô đồng nghiệp. Lúc này Flash biến thành cái máy rung để tự giã đông và sau đó cả hai đưa Caitlin về nhà giam của Starlab, hay nói đúng hơn là đưa Killer Frost. Trong lúc đó Joe trở nên sốt ruột với tình trạng của Wally, -E. nên ông đánh liều mang máy cưa ra để xẻ cây nấm bọc quanh Wally. -E. Kết quả nó nổ tùm lum. May có Barry không thì ông chú tan xác, nhưng trong cái rủi lại có cái may, Wally -E được giải thoát và trở thành Spister. Trong khi cơ thể vẫn đang mất ổn định, Wally -E chạy khỏi Starlab. Người duy nhất ở đây có thể giúp chẩn đoán tình trạng của anh chàng là Caitlin, nên Barry đánh liều một phen mở cửa thả Killer Frost và sau đôi ba câu đắc nhân tâm, nhân cách của Caitlyn đã trở về. Caitlyn trở lại phòng thí nghiệm điều chế một loại thuốc giúp Wally. Tối hôm đó, Flash cùng chú Joe tới căn nhà mà Wally sống cùng mẹ hồi trước và gặp được Wally. Sau đó tiêm cho cậu thuốc giúp ổn định thần kinh. Thế là Wally trở lại phòng thí nghiệm với sức mạnh của Spister. Cậu vui vẻ hớn hở thoát cái trần chạy khắp nơi. Giờ vẫn còn một việc nữa, Berry tới bệnh viện thăm Julian. Anh muốn cậu đồng nghiệp giữ bí mật về việc Kathleen tấn công mình. Julian đồng ý với việc đó với điều kiện Berry phải xin thôi việc. Berry ok. Đêm đó khi đang ngủ say, Julian bị Salvatore gọi ra trước cửa. Anh chính là nhà giả kim. Tạm gác lại chuyện của Julian vì hôm nay trái đất đón những người anh em xa xứ đến chơi. trông mấy anh này không được dễ thương như người ngoài hành tinh mà ta hay được thấy, dựa theo các nguồn tin từ quân đội. Chúng từng ghé thăm trái đất từ những năm 50. Và giờ đây chủng loài này một lần nữa du lịch địa cầu Chúng nói rằng mục đích của mình tới là để học hỏi Nhưng nếu loài người không ngoan ngoãn Cuộc gặp mặt sẽ biến thành xung đột Dĩ nhiên là team Flash không thể ngồi yên Về quan hệ của mình Cùng với sự tài tình của những nhà biên kịch Flash tìm tới đội Arrow, Supergirl và Legend of Tomorrow Để cùng chống lại thế lực hùng mạnh từ ngoài trái đất này Thời này fan DC được xem crossover giữa bốn siêu anh hùng thì đúng là không khác gì Endgame 2.0. Việc đầu tiên nhóm cần làm sẽ là train team, mục tiêu là đánh bại Supergirl. Hiểu đơn giản thì cô trâu bò giống Superman nên không một ai có cửa dù chỉ là động tới một sợi tóc. Dù vậy nhưng tối hôm đó cả nhóm vẫn phải lên đường vì tổng thống Mỹ đã bị chúng bắt làm con tin. Khi nhóm anh hùng tới một nhà kho bỏ hoang, không những không có tổng thống, họ còn bị alien dùng một thiết bị nào đó để thao túng tâm hồn và tạm thời trở thành tay sai cho những người ngoài hành tinh. Cũng may là Flash và Arrow không đi tới buổi giải cứu. Nhưng giờ hai chàng ngự Lâm phải đối đầu với những người bạn của mình, trong đó có Supergirl. Bằng một cách rất tài tình, Flash được xếp cặp với ba người có siêu năng lực, còn Arrow thì được đánh với người thường thấy ông anh chơi hệ cung mà toàn phải cận chiến Wally -E chạy ra làm mềm tình hình giúp Arrow nhưng ngay sau đó đã bị Supergirl bay tới hạ đo ván ở Star Cisco và Felicity đã tìm ra máy chủ điều khiển tâm trí cả đội thế là Flash khiêu khích Supergirl bay theo mình tới phân xưởng để mượn sức phá thiết bị ngay sau đó mọi người tỉnh lại vui vẻ như chiến thắng tới nơi để rồi khi nụ cười vẫn nở trên môi thì một thứ ánh sáng chân lý đã dọi xuống và bắt cóc từng người đi dĩ nhiên đó là công nghệ của đám alien chúng đã để mắt đến nhóm anh hùng và muốn tóm hết một lượt trong chiếc lồng xinh xắn arrow cũng như mọi người bị mắc kẹt trong một giấc mộng ngọt ngào về một cuộc đời lý tưởng oliver ở đó sống với gia đình cùng cả cô vợ chưa cưới bén hơn cả mấy cái mũi tên nhưng anh bắt đầu nhận ra có thứ gì đó đang sai sai những người trong đội cũng thấy vậy thế là họ tìm đến nhau để cùng tìm cách thoát khỏi ảo giác sau khi vượt qua được đám phản diện ngáng đường mọi người dìu dắt nhau tới một tòa nhà mà ai cũng thấy nghi nghi ở đó có một cánh cổng giúp lấy lại quyền kiểm soát cơ thể giúp năm người bọn họ tỉnh lại trên con tàu không gian đang trôi lơ lửng ngoài vũ trụ không mất quá nhiều thời gian để họ tìm thấy một chiếc tàu bay rồi bỏ trốn tất nhiên tàu mẹ đã phát hiện ra sự di chuyển và gửi các tàu con bay theo truy sát giữa biển đạn muôn trùng chiếc tàu thời gian của đội Legend xuất hiện và cứu nguy kịp thời bằng cách teleport tàu con đi một nơi khác. Trong khi đó tàu của người ngoài hành tinh to tổ bố thì vẫn đang hướng về trái đất. Đội anh hùng đoàn tụ cùng nhau ở trái đất. Họ quyết định sẽ cử một nhóm về quá khứ. Trong lần đầu tiên đám alien xâm lược trái đất để bắt cóc một con tra hỏi xem kế hoạch của chúng với trái đất là gì. Ngay trước khi mang anh bạn xấu xí này về tàu, họ đã bị biệt đội Kingsman chặn đứng và bắn thuốc mê ở căn cứ nón sơn vì cùng bị bắt giữ phía alien dễ mở lời với anh hùng hơn hắn nói chủng tộc của mình cảm thấy dị nhân trên trái đất là một mối đe dọa có thể tương lai sẽ đánh chiếm tới hành tinh của mình nên họ mới xuống trái đất để nghiên cứu không lâu sau cisco cùng với felicity vác súng tới giải cứu cho nhóm ba người cùng với anh bạn ngoại lai giang hô sau khi đã lấy được thông tin, cả nhóm quay trở lại năm 2016. Lúc này tổ chức Kingsman ở hiện tại cũng tới gặp Flash để nói cho cậu lý do người ngoài hành tinh gửi cả cái phi tuyền to như cái sân vận động tới. Vì họ nghĩ việc Flash chơi đùa với dòng thời gian sẽ gây nguy hiểm cho cả vũ trụ chứ không riêng gì trái đất. Ngay vậy thì Barry cũng muốn tự nộp mình cho ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng đối với Đài CW cậu đang là con gà đẻ trứng vàng nên biên kịch bảo là đã là anh em thì không một ai bị bỏ lại. Bọn ngoại lai thích chơi thì chúng ta chiến. Tất cả gặp nhau trên bãi đỗ máy bay của một tòa cao ốc rồi lao vào nhau như trận Civil War. Cùng lúc đó Flash và Super Worker sẽ speedrun Gắn những thiết bị áp chế lên tất cả đám alien trên toàn thế giới Để đánh sập cả cụm một thể Việc còn lại là xử lý quả bom tiêu diệt dị nhân của alien Người làm được việc này chỉ có Firestorm với sức mạnh thay đổi vật chất, Firestorm biến quả bom thành một quả bóng nước, tới mát một vùng trời cho thành phố Central trong kỳ nghỉ hè du lịch thất bại toàn diện khiến người ngoài hành tinh đem quân lính cùng tàu trở về đất mẹ. Flash cùng nhóm anh hùng một lần nữa giải cứu được trái đất, tất cả ăn mừng chiến thắng với nhau trước khi trở về series của riêng mình. Còn riêng chúng ta sẽ cùng Flash quay trở về thành phố Central cùng trở lại để tìm hiểu quá khứ của Draco Julian. Sau khi Harry Potter đóng máy, cậu lang trạ quanh Ấn Độ để tìm kiếm thứ phép thuật trong sách của J.K. Rowling. Cuối cùng thì Julian đã tìm thấy hòn đá phù thủy và từ đó trở thành nhà giả kim, tay sai thân cận của Savatar. là speedster đầu tiên trên thế giới và được ví như một vị thần. Theo lời Jay Garrick, tên Savatar tới vũ trụ một vì hắn cho rằng Flash sẽ đe dọa tới quyền lực cũng như tốc độ của hắn. Không biết ông lấy thông tin ở đâu chứ trên wiki thì không hề có thần thánh nào tên Savatar cả. Tối nay, hai Flash bắt gọn Julian đang làm nghi thức trao sức mạnh số lượng lớn. Trước khi cả hai anh hùng kịp ngăn hắn lại, thì Savatar đã xuất hiện rồi bắt Jay Garrick đi, để lại Flash lo liệu tên nhà giả Kim. Sau khi đánh bại Julian, Barry cất hòn đá vào trong hộp và khiến Salvatore bị phong ấn ngay trước khi hắn đâm dây. Còn về phía Julian, cậu bị đưa về nhà giam Starlab đến khi tỉnh lại. Julian có vẻ không nhớ những gì mình từng làm, kể cả chiếc mặt nạ nhà giả kim. Thế là Flash cởi mặt nạ ra cho đôi bên dễ nói chuyện. Vậy nên đồng nghiệp của anh bắt đầu chia sẻ chuyện ngày xưa gia đình gặp biến cố rồi sau đó một giọng nói xuất hiện thôi thúc anh tìm kiếm hòn đá. Sau khi có được nó, nhiều lần Julian bị ngất đi. tới khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì. cùng lúc đó trên phòng thí nghiệm, Cisco bị một chiếc hộp thôi thúc để mở nó ra và những cám dỗ của cậu đã khiến Salvatore được giải thoát. hắn ngay lập tức tìm tới Flash và quăng quật anh khắp nơi. phải tới khi Caitlin chạy xuống và thuyết phục Cisco đóng chiếc hộp lại thì Salvatore mới bị phong ấn một lần nữa. cảm thấy cần phải diệt hắn tận gốc, mọi người lôi Julian khỏi nhà giam, đeo cho cậu một thiết bị sóng não để giúp nối máy với Salvatore mà không cần mở chiếc hộp chỉ một vài phút sau julian tỉnh lại với chất giọng khàn đặc của Salvatore hắn nói flash ở tương lai sẽ hủy hoại cuộc đời hắn đó chính là lý do hắn quay trở lại quá khứ để trả thù lúc này jay garrick đã nghĩ ra cách ném viên đá vào trong speed Force để vĩnh viễn không một ai có thể giải thoát cho Salvatore đúng như kế hoạch nhưng trong khi ném chiếc hộp đi flash bị hút vào cổng không thời gian và chuyển tới tương lai ngay đúng khung cảnh Salvatore tóm lấy iris và xiên ngay trước mặt anh ở tương lai Hashtag did nothing wrong Trong lúc Flash hiện còn đang ngáo ngơ Anh bị dây kéo về hiện tại Biết vợ tương lai bị đâm chết Barry lo lắng không yên Nên đã trả góp ngay căn bất động sản gần công ty để đón Iris về ngủ chung được ngày nào hai ngày đấy Ngày qua ngày, nhưng cơn ác mộng cùng Deja Vu khiến Flash khó tập trung vào công việc Nên anh quyết định thổ lộ với Iris về cuộc dạo chơi của mình vào tương lai Và kể về việc cô bị Salvatore xiên trong 5 tháng nữa Sau khi khóc hết nước mắt, Iris đồng ý để Barry kể chuyện này với mọi người để cùng tìm ra hướng thay đổi tương lai HR nảy ra ý tưởng thay đổi một vài sự kiện nhỏ sắp diễn ra Để khiến cái chết của Iris không xảy ra Thế là Cisco dẫn Barry tới khung cảnh tương lai bằng khả năng của mình. Hai người tỉ mỉ đọc từng tin tức trên bản tin. Trong lúc đó HR ghi lại ra bảng để rồi sáng nay, Flash cùng Wally -E đi bắt tội phạm đạo tặc. Flash muốn chính tay Wally -E bắt hắn để báo chí đưa tin về Kid Flash thay vì mình. Ngoài ra, Cisco cũng đã đi sale dạo voucher cho các trường tiểu học để khiến Starlab nhộn nhịp hơn tránh nguy cơ đóng cửa giống như bản tin ở tương lai. Cuối ngày mọi người tới nhà mới của Barry ăn mừng tân gia và nhân dịp này mời Julian vào team bắt dị nhân ở Starlab. Để mà nói thì các rắc rối không tự nhiên sinh ra. Nó chạy theo các biến thể của Harrison Well và một dị nhân tên Gypsy đến từ vũ trụ 19 của HR. Cô ta có nhiệm vụ xích HR về lãnh án vì tội du hành đa vũ trụ trái phép. Hình phạt cho việc làm này là án tử hình. Bây giờ chỉ có một cách để giữ HR lại, đó là Cisco, người đã tình nguyện trở thành kẻ thách đấu với Gypsy theo luật vũ trụ 19. Người chiến thắng có quyền giữ con tin. Vậy là Gypsy cho Cisco 24 giờ để chuẩn bị trước khi Death Battle. Dù biết đối thủ là một kẻ bất bại, nhưng Cisco muốn cứu HR, bởi đối với cậu thì ông đem lại cảm giác khác với các Wells kia, hay nói trắng ra là ngu hơn và kẻ mạnh thì luôn muốn bảo vệ kẻ yếu. Về phía của HR, ông không muốn Cisco vì mình mà phải rơi vào nguy hiểm, nên ông đã tìm tới Barry để lập kế hoạch úp sọt Gypsy trước, nhưng đến một Spister chạy nhanh hơn đạn như Flash cũng không thể chống lại được một thợ săn lành nghề như Gypsy, thậm chí HR còn bị cô ta bắt lại trước cả giờ tỉ thí với Cisco. Tối nay sau khi đã tìm hiểu ra điểm yếu của đối thủ, Cisco lên đồ tới điểm hẹn và đánh một trận ra trò với Gypsy. Về cơ bản thì năng lực của cả hai giống nhau nhưng đội kỹ xảo đã cho hai màu khác nhau để dễ nhận diện. Cisco tận dụng được sơ hở khi Gypsy nhảy qua cổng, cô dễ dàng mất thăng bằng. Cậu bắn sóng khiến cho đối thủ ngã ngửa, rồi tận dụng năng lực khiến cô ta rên rỉ trong thua cuộc. Chiến thắng được xác nhận vì Cisco tha mạng cho Gypsy nên cô sẽ trở về vũ trụ 19 và báo cáo rằng HR đã chết. Còn về phía Flash, anh đã nhận ra tiềm năng của cậu em Kid Flash lớn hơn bản thân. Anh quyết định sẽ train cậu nhóc Wally -E để cậu thay mình ngăn cản Savitar. Nhưng khoan đã bởi vì sáng nay có một vụ án xảy ra tại một nhà hàng sang trọng, nạn nhân tử vong 8 tiếng trước nhưng thi thể thì trông như pharaoh đến khi mang về starlab cái xác bị phân hủy chỉ còn là một đống cát điều này dẫn đến việc hung thủ chắc chắn là một dị nhân ui thật bất ngờ chưa dừng lại ở đó sáng nay bên ngoài một phòng trà một cái xác khác được tìm thấy với tình trạng tương tự barry nhớ ra ông ta từng là cảnh sát trưởng trong flashpoint và khi xem lại ảnh của nạn nhân trước thì trùng hợp anh ta cũng là sĩ quan ở viễn cảnh đó vậy nên cái xác được flash nhanh chóng mang về starlab trước khi bị phân hủy ở đây julian và caitlin đã phân tích thấy một nguyên tố trong dna của nạn nhân nó nằm trong các dị nhân mà nhà giả kim ban cho sức mạnh hay nói cách khác chính julian từng tạo ra hắn chẳng phải tìm đâu xa tên dị nhân phân hủy đã tới tận quán cà phê để tính sổ với cảnh sát châu ngay lập tức châu rút súng ra nã liên hồi ba tiếng như tiếng chuông vào lớp nhưng viên đạn mới chạm đến người hắn thì đã dã ra như bụi đúng lúc đó wally chạy đi lấy bộ sút thay vì đấm tay bo berry chỉ cho cậu cách quay tay tạo gió để đẩy hắn văng vào cánh cửa sau đó cũng không biết làm thế nào mà tên dị nhân chạy thoát được để rồi tối nay hắn đến tận nhà để bắt iris và wally đã không đủ nhanh để ngăn tên dị nhân chạm vào tay chị gái mình ngay lập tức iris được đem để Starlab để ngăn hoại tử lan ra. Caitlyn phải sử dụng năng lực để làm lạnh cánh tay Iris để giúp team có thêm thời gian tìm thuốc giải. Lúc này tên dị nhân kia đã phá đường tàu sau khi xác định được nạn nhân tiếp theo. Vừa giờ ở lại vừa hay, Joe đang ngồi trên chuyến tàu cùng với bà. Ông báo cho hai Flash tới để ứng cứu. Nhưng hai người họ không kịp để đưa tất cả các hành khách ra ngoài trước khi con tàu đâm vào đống đổ nát. Vậy là Flash chơi liều dung cả đoàn tàu với tần số anh xuyên qua được vật thể. Có lẽ kỷ lục Guinness sẽ xác nhận đây là chiếc sách to lớn nhất thế giới. Cả đoàn tàu được cứu. Nhưng khi mà tiếng reo hò của hành khách còn chưa kịp ngớt thì ở hiện trường, Kid Flash đã phải đối diện với tên dị nhân. Flash alo cho thằng em chỉ cách xuyên người hắn rồi để lại giọt máu của mình. Việc đó sẽ triệt tiêu sức mạnh của hắn, Barry nói vậy. Wally sau khi nghe chỉ dẫn thì cũng rạch tay và đâm xuyên đối thủ và tất nhiên là nó thành công. Sau đó Kathleen lấy máu của hắn để chế thuốc giả cho Iris. Sau sự vụ này, cả nhóm quyết định sẽ thành thật với nhau hơn. Dù cho có là việc Barry thấy ai đó chết ở tương lai hay bản thân Kathleen hay Julian có một nhân cách khác, người cũ không rủ thì cũng tới. Jesse Wells, cô con gái của Harry, phiên bản của Well ở vũ trụ 2 đến Starlab để cầu cứu mọi người bởi bố cô đang mắc kẹt trong thành phố khỉ đột ở châu Phi. Chắc ở đấy nhiệt độ khí hậu phù hợp cho khỉ thôi chứ không có ý gì đâu. Đây là nơi Flash đẩy Grodd vào ở mùa trước. Sau khi nắm tình hình, thay vì chỉ Flash qua giải cứu Harry, thì cả đội kỹ thuật của Starlab cũng cùng nhau qua vũ trụ 2 để làm chuyến team building và để lại đôi bạn trẻ tốc độ Jesse và Wally lo liệu tội phạm ở vũ trụ 1. Trở lại với vũ trụ 2 quán gà Mexico, bốn người nhảy tới một khu rừng và bắt đầu nghe thấy nhạc phim Indiana Jones. Sau đó từ đâu phi tiêu tẩm thuốc mê bay tứ tung đánh gục cả đội. Để rồi Grodd xuất hiện và bế mọi người vào thành phố Gorilla. Khi cả nhóm tỉnh dậy trong lồng sắt, nhận ra bản thân đã bị Grodd vô hiệu hóa dị năng bằng một cách nào đó. Kế đó Harry xuất hiện với tâm trí đang bị điều khiển bởi con khỉ đột. Grodd nói có việc muốn nhờ Flash. Chuyện là sau khi bị đẩy đến thành phố khỉ thay vì được làm mỹ hầu vương rod lại phải chịu phận làm tôi tớ trước một con đầu đàn tên solova không những vậy solova còn tham vọng muốn thống trị loài người đặc biệt là ở vũ trụ một nếu solova bị đánh bại rod sẽ lên nắm quyền và nó hứa sẽ không gây chiến tranh ngày hôm sau flash bị đẩy ra đấu trường cgi để so găng với bạch hầu chiến thắng này sẽ giúp những con khỉ da đen giành lại chính quyền từ tay khỉ da trắng sau khi hai chiêu thức cú đấm tốc độ và tia xét ái tình thất bại flash quyết định sử dụng đòn dung tay chứ danh của reverse flash solova bị chọc vào điểm yếu lập tức nằm ngửa thở oxy Flash giành chiến thắng, anh nói với toàn bộ khán khỉ về diễn biến hòa bình của hai loài. Groth thấy kế hoạch bị lệch hướng, ra lệnh tay sai bắn thuốc mê Flash ở trong nhà giam. Groth nhập vào Harry và chơi bài ngửa với mọi người. Thực ra nó chỉ muốn mượn tay Flash để cướp ngôi, muốn đánh trái đất cũng chính là nó. Còn đối với đám khỉ dân, sau khi chúng thấy Flash đánh bại Solova, chúng càng sợ con người hơn. Vì Groth vẫn chưa biết Caitlyn có sức mạnh nên cô ta là người duy nhất chưa bị vô hiệu hóa dị năng. Tận dụng lợi thế đó, Flash để Caitlyn ướp lạnh xác, sau đó gọi Grot vào để kéo xác mình ra ngoài cho ấm. Đợi tới khi nó rời đi, Barry dung tế bào để tỉnh dậy và mở khóa cho mọi người khi ra đến cánh rừng. Cisco mở cổng thông đạo để đưa cả đội về với vũ trụ một an toàn. Sau khi để mất Cisco, Rod dụ được Gypsy tới và điều khiển cô tạo ra một cánh cổng thông đạo. Từ đó nó dẫn cả một đội quân khỉ sang vũ trụ một, sẵn sàng tấn công vào thành phố Central. Trong khi cùng cảnh sát bảo vệ bà con thành phố, Joe đã bị Grot điều khiển và suýt chút nữa đã tự tước đi mạng sống của mình Nếu như không có Flash ngăn cản Trở về Starlab Harry nghĩ ra cách dò ngược lại kết nối sóng não của Joe để tìm ra vị trí của Grot. Nhưng chính lúc này Barry bắt đầu phân vân về cách mà mình hành hiệp Nếu anh cứ khoan dung với tội phạm thì có ngày chúng sẽ làm hại người thân của anh Hay là cứ lẩu tạm con khỉ đấy có khi nhớ thế mà tương lai của Iris không đi bắn muối. Quay trở lại, khi thiết bị sóng não cho Joe đã chế tạo xong, ông đi vào trong tiềm thức vẽ lại hình một người đàn ông. Đó chính là đại tướng không quân đã bị Grot điều khiển. Nó muốn đại tướng thả một quả tên lửa hạt nhân giữa thành phố để biến tất cả thành cho bụi. Barry lập tức chạy tới máy phóng và phải đối mặt với bài toán hóc búa sao? Cho một mật khẩu có 5 chữ số. Hỏi có bao nhiêu đáp án mà Flash sẽ phải thử trước khi tên lửa được phóng ra? Với những ngón tay nhanh lẹ của mình, anh đã mân mê tổng cộng hơn 45.000 con số trong chưa đầy nửa phút. Việc này khiến Groth phải chơi theo kiểu vật lý tức dẫn bầy khỉ đột lên phố diễu hành quân số áp đảo khiến ba flash dần rơi vào yếu thế ngay lúc này gypsy và cisco xuất hiện và dẫn theo solova với màu lông thượng đẳng của mình nó dễ dàng đánh bại Grot và chiếm lấy danh hiệu thạch hầu kết thúc trận chiến solova giữ đúng lời hứa dẫn anh em lông lá về vũ trụ 2 trả lại sự bình yên cho thành phố ở Starlab. Cisco chia tay với người đẹp Gypsy và cả Harry, ông sẽ để con gái lại yêu đương chim chuột với Wally, còn bản thân trở về vũ trụ hai với những dự án và kế hoạch riêng. Ngày qua ngày, Wally với sự tiến bộ vượt bậc của mình đã đạt tới tốc độ có thể cứu được Iris khỏi tay Savatar, nhưng chính lúc đó hình bóng của tên ác nhân tốc độ bắt đầu lảng vảng trong tâm trí cậu. Đỉnh điểm là sáng nay, bằng một cách nào đó, hắn đã tác động vật lý tới Wally bằng ý thức, dẫn tới việc team Flash cần Julian mở kênh liên lạc với Savatar đi cùng với những lời hăm dọa giống như các phản diện khác. nào là người lấy mọi thứ của ta, ta là đối thủ vĩ đại nhất của ngươi. thì họ còn khám phá ra mỗi lần Salvatore ghé đến, hắn chỉ dạo chơi một lúc rồi biến mất. đó là do Salvatore đang bị mắc kẹt trong Speed Force và chính viên đá là thứ giúp hắn thoát khỏi nơi đây. mấy ngày nay Salvatore lẩn quanh tâm trí của Wally, mục đích là để khiến Wally mất bình tĩnh và đem trộm mảnh đá còn lại ghép vào Speed Force. do cậu vẫn nghĩ giấu viên đá vào đó sẽ giúp mình hết ngáo ngơ. Speed Force mở ra hút lấy cậu vào, đồng thời mở cửa cho Savator chính thức đặt chân tới thế giới. Tia sét vàng và tia sét trắng đụng độ với nhau, hậu quả là Flash bị Savator xiên một móng vào ngực. Flash đáp trả bằng việc cắt đứt nó rồi chạy về phòng thí nghiệm làm chế lợi phẩm. Ở Star Labs sau sự ra đi của Wally -E cùng thất bại của Barry, không còn ai đủ sức chiến đấu, cho nên sau cùng đây vẫn là cuộc chiến cá nhân giữa Flash và Savator. Sau khi bản luận kỹ lưỡng, Flash quyết định sẽ trở vào Speed Force thêm một lần nữa. Với việc được Cisco dùng Vibe lên mình, Barry trở lại trường lực và xuất hiện trong sở cảnh sát. Tại đây Speed Force cho anh chứng kiến những viễn cảnh lẽ ra sẽ xảy đến. Nếu như Flash không làm rối tung dòng thời gian lên, đầu tiên là Eddie sẽ trở thành con rể chú dâu và cưới Iris. Tiếp đó Ronnie và Caitlin sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc. Cuối cùng, kẻ đã bị bóng ma thời gian bắt vào. Zoom xuất hiện tái đấu với Flash khi trở nên yếu thế. Flash tháo thiết bị định vị để tiêu diệt kẻ thù. Ngay sau đó, Flash xuất hiện trở lại bệnh viện và trông thấy Wally đang đứng đực mặt ra trước giường bệnh. Cậu em đang mắc kẹt trong vòng lặp thời điểm cái chết của mẹ mình. Flash muốn mang Wally ra ngoài nhưng Speed Force trong nhân dạng của Captain Câu ngăn cản cậu làm điều đó. Lúc này Jay Garrick, Flash của vũ trụ 3 sau khi được Cisco liên lạc đã chạy vào trường lực để hỗ trợ Barry nhưng Speed Force có luật của nó mang người đi ắt có người ở lại và Jay đã tình nguyện ở lại thế chỗ cho Wally. Ông nói rằng mình đã chạy deadline cả đời rồi, hãy cho đôi chân cùng bộ xương sống của ông được nghỉ ngơi tại đây. Sau đó Barry cùng Wally dắt tay nhau ra cổng thông đạo trở về vũ trụ 1. Vừa mới đoàn tụ không lâu, Jesse đổi ý muốn tạm biệt mọi người, cụ thể là qua vũ trụ 3. Có lẽ ở đó vẫn cần một Speedster bảo vệ thế giới sau khi Jay đi nghỉ hưu, nhưng trước đó, trong một cuộc chạm trán với Savitar, Jesse đã đả thương được hắn và phát hiện ra dưới bộ giáp to lớn chỉ là một con người đang điều khiển chứ chẳng có gì thần thánh cả. Cuộc chiến trở nên cụt hứng khi đài CW quyết định biến tập 17 thành chương trình nhạc kịch kết hợp với show Supergirl. Hôm nay nữ siêu nhân được mang tới trong bộ dạng bất tỉnh. Họ nói kẻ gây ra việc này muốn tìm đến Barry, kẻ nhanh nhất hành tinh. Hắn là Music Meister, một kẻ bảnh dai không ngại lộ mặt ngay giữa Star Tên này biết tổng tên của cả Flash lẫn Kid Flash. Hắn thậm chí sở hữu siêu tốc độ còn vượt trội hơn cả hai người. Khi Barry bị hắn tóm lại, anh đã bị đôi mắt lấp lánh của Music Meister đưa vào cơn mơ, là nơi anh diện cho mình bộ sút hào hoa, xuất hiện trong một hộp đêm sang trọng và quan trọng hơn là Supergirl cũng đang ở đó và thể hiện tài năng ca kỹ của mình. Có lẽ Green Arrow không được mời vào màn collab này. Bởi Oliver có lẽ chỉ giỏi múa trên võ đài WWE chứ không hot hay như chú chim Barry Allen. Không lâu sau, Music Meister xuất hiện trong hộp đêm và giải thích cho hai siêu anh hùng rằng muốn thoát khỏi đây thì phải làm ca sĩ, nếu không thì cứ cầm mic lên. Ban đầu là vậy, nhưng khi nhạc tắt, một nhóm giang hồ tới tóm cả hai đến chỗ ôm trùm. Tất nhiên đây không phải cảnh sát châu. Mọi người trong ảo giác này đều có một vai diễn khác. Hắn tự xưng là kẻ đứng đầu thị trấn. Hắn muốn hai người tìm giúp cô con gái đang mất tích đi theo kịch bản. Barry và Kara đến được nơi cô tiểu thư đang bị giam lỏng và bất ngờ thay cô ta bỏ nhà đi theo dai chứ không có bắt cóc gì ở đây cả thậm chí đó còn là người yêu của Flash và Supergirl, thế là hai người chia nhau ra. Barry đưa tiểu thư về trình diện với hai bố, còn Kara theo chân thiếu gia về với ông chủ phòng trà. Vấn đề là nhà trai và nhà gái lại là kẻ thù truyền kiếp với nhau, nên dù ngoài mặt các bố đồng ý cho hai anh chị qua lại, nhưng nửa đêm lại hẹn nhau nơi cuối con đường để thanh toán sòng phẳng. Barry và Kara nghe thấy tiếng súng cũng chạy ra hóng hớt và kết quả là bị ăn đạn lạc. Điều này làm cơ thể của cả hai chịu ảnh hưởng ngoài thế giới thực, vì thế nên Cisco đánh liều đưa tình nhân của hai siêu anh hùng vào trong thế giới nhạc kịch để cứu họ và chỉ một nụ hôn. Hay nói chính xác hơn là hai để bộ phim âm nhạc có cái kết có hậu. Flash và Supergirl tỉnh lại trong vòng tay yêu thương. Tên Music Meister cũng quay trở lại Star Labs để nói rằng mục đích hắn đến vào tập 17 để chữa lành cho tình yêu của hai siêu anh hùng. Thế thôi, trở lại mạch phim chính. Còn hai tháng nữa trước khi viễn cảnh Iris bị Savattor sát hại. Mà khi Cisco sử dụng năng lực Vibe thì mọi thứ vẫn y nguyên nên cả đội lại phải tìm cách thay đổi tương lai nhưng tội phạm thì không hề có ngày nghỉ lễ. Vào ngày hôm qua, một tên đầu bạc với các phép biến hóa thần thông đã trộm một thiết bị công nghệ và hạ sát hai anh bảo vệ. Điều đó khiến Barry cũng như đội cảnh sát phải nhúng tay vào điều tra. Hắn tự xưng là Abra Kadabra, một tên tội phạm đến từ thế kỷ 64, bị truy nã trên đa vũ trụ. Dù có nhiều tà thuật nhưng không khó để Flash còng được tay tên tội phạm này. Sau đó Gypsy muốn đưa hắn về vũ trụ 19 để xử tử, nhưng Flash muốn giữ hắn để tra hỏi thông tin về Savatar. Bởi hắn biết mọi chuyện sẽ diễn ra trong tương lai và cả dâu cũng vậy. Ông đã lén xuống nhà giam để mở lòng cho Kadabra để đổi lại thông tin vì muốn cứu con trai. Rồi kết cục ra sao thì ai cũng biết. Tên ảo thuật gia trốn thoát khỏi Star Không những thế còn làm Kathleen bị thương nặng vì Kathleen là dị nhân nên không thể đưa cô tới bệnh viện. Họ phải làm mọi thứ ở Star Khi cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, cả đội trở lại truy tìm Kadabra. Việc hắn ăn cắp các món đồ công nghệ nhằm mục đích chế tạo cỗ máy thời gian. Sau khi biết được ý định, cả bốn người, hai Flash, hai Vibe xuống phố để ngăn cuộc tẩu thoát. Khi hắn bị bắt lại, Flash để Gypsy đưa tội phạm về thụ án mà không chút nhượng bộ nào. Tuy không nói ra danh tính của Salvatore, nhưng Cadabra đã tình cờ spoil phản diện của mùa sau đó là Devo. Tưởng như mọi chuyện đã tạm thời êm xuôi thì Caitlyn trên giường bệnh đột nhiên lên cơn co giật. Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ thì điện tim đồ của cô vẫn thẳng băng như chụp OX. Tưởng rằng các xe của đoàn làm phim đã bị cắt đi một suất thì bất thình lình tín hiệu sống sót của cô quay trở lại. Bởi cơ chế phòng vệ đã khiến Killer Frost bên trong Caitlyn chiếm quyền kiểm soát. Cô ta thức dậy với một mái tóc trắng muốt và một hơi thở thơm mát, chính thức cộng một dị nhân cho Starlab sau khi làm khùng làm điên quanh phòng thí nghiệm, Killer Frost bỏ chạy khỏi Star Labs nhưng Flash cho rằng cô ấy có thể tự lo liệu cho bản thân. chuyện của Iris quan trọng hơn nên Barry nhờ Wally -E cùng chạy để đưa mình tới tương lai năm 2024. có thể phiên bản Flash ở đây biết cách để đối phó với Savitar. anh trở lại Star Labs nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát. Barry gặp lại những người đồng nghiệp cũ dù họ chẳng còn hoạt động chung với nhau. đầu tiên là Cisco người vì giao chiến với Killer Frost nên đã mất đi hai cánh tay cùng năng lực. Wally -E vì quá phẫn nộ sau cái chết của Iris đã tìm đến Savitar, kết quả là giờ anh thân tàn ma dại. Cuối cùng là Barry gặp được chính mình, phiên bản thịnh suy sầu đét sau cái chết của người yêu. Anh nói rằng bản thân cũng không biết Savitar là ai, nhưng rồi Flash sẽ đánh bại và nhốt hắn trở lại Speed Force. Flash hiện tại cảm thấy có lẽ Iris dưới suối vàng sẽ không muốn nhìn thấy Starlab tan rã thế này vì cô Nên quyết định tập hợp mọi người lại và hoạt động như ngày xưa Sau chiến thắng với bộ đôi Top và Mirror Master Flash gắn kết được cả đội để yên tâm quay lại hiện tại Trước khi đi, Flash tương lai đưa cho anh một món đồ giúp hạ gục Savator và nhắn nhủ hãy yêu Iris khi còn có thể Sau đó Flash trở về hiện tại, chia sẻ với mọi người những thông tin mình thu thập được và trước hết với món đồ kia, việc cần làm bây giờ là phải tìm nhà khoa học để chế tạo ra chiếc máy bẫy được Savator. Cô ta là Tracy Brand, vẫn đang là nghiên cứu sinh ở cao học CCU. Sau khi định vị được trường đại học Flash, Cisco cùng HR tới gặp cô và tình cờ cứu Tracy khỏi nanh vuốt của Killer Frost. Từ đây thì HR thuyết phục cô về Star Labs một chuyến vì cả đội hứng thú với công trình nghiên cứu của Tracy, nhưng Killer Frost lại tiếp tục xuất hiện để cản trở kế hoạch. Việc đó khiến HR phải gọi cứu viện tới, nhưng trong thời khắc quyết định, Cisco chùn tay khiến Flash phải mang thân ra đỡ đòn hộ cậu bạn kết quả là bị Killer Frost đâm một chiếc giáo băng vào chân và phải lết về Star không dừng lại ở đó. Khi Tracy còn đang nghiên cứu thiết bị khắc chế, thì Killer Frost đã đến nhà dâu để bắt bà thanh tra sơ siêu, người yêu mới của ông. Vậy nên họ phải đem theo Tracy tới một nhà kho để trao đổi. Lần này Cisco đã thực sự ra tay để đánh bay Killer Frost. Việc đó kéo Salvatore tới hiện trường để yểm trợ cho thuộc hạ và mang cô đi. Khi Barry quay về nhà dâu và sâu chuỗi mọi chuyện lại, và quan trọng nhất là bỏ dấu phẩy trong câu hắn từng nói, I am future. Flash. Flash nhận ra kẻ mà mình đang đối đầu không ai khác lại chính là bản thân mình trong tương lai. Flash tới đối chất với Savator, Hắn cởi bỏ lớp giáp và bước ra ngoài. Giải thích rằng mình chính là tàn dư thời gian của cuối mùa trước Hay nói cách khác là vật thí mạng của Flash khi đánh bại Zoom Mọi người ở tương lai đều không chấp nhận bản sao này Từ đó Savator sinh ra nỗi cô đơn và lòng hận thù hắn quyết quay về quá khứ giết iris để biến berry trở thành một phiên bản cô đơn và tuyệt vọng và trở thành tiền đề cho việc tạo ra hắn dứt lời cả hai lao vào nhau để ngốn tiền của studio cho việc làm kỹ xảo bất phân thắng bại flash đành trở về star Labs anh kể với mọi người về việc savator chính là bản thân trong tương lai và câm lặng trước câu hỏi hóc búa của thằng em rằng tại sao anh lại muốn giết iris có lẽ dòng thời gian đã sinh ra một flash chiều fan nhưng bị gắn cái mác phản diện biết được lợi thế này cisco đã chế tạo ra một chiếc máy khóa ký ức Cơ bản là nếu Flash ở hiện tại không biết về chiến thuật đối phó thì Savator cũng không biết và điều đó đem lại lợi thế cho cuộc đối đầu ở tương lai. Nhưng có lẽ sinh học không phải là điểm mạnh của cậu nên khi chiếc máy vận hành, Barry đã mất trí nhớ tạm thời, quên hết mọi người lẫn tên của bản thân. Và tất nhiên ở phía Savator cũng vậy, hắn quên luôn cả cách sử dụng tốc độ của mình Killer Frost biết Star Labs đã làm điều gì đó nên cô quay trở lại phòng thí nghiệm. Cô cùng Cisco và Julian cố gắng sửa lại bộ não cho Barry khi Flash có lại ký ức cùng hồi phục sức mạnh siêu tốc độ. Dù vậy thì Killer Frost vẫn sẽ rời đi với kẻ mà cô sùng bái. Bên cạnh đó, Tracy đã hoàn thành phát minh ra khẩu súng để khắc chế lại Savitar. Sở dĩ hắn phải khoác bộ giáp đó lên người là để cân bằng lại năng lượng mà có thể tạo ra khi chạy Và khẩu bazooka này sẽ lợi dụng điều đó để nhốt hắn lại trong Speed Force Vấn đề là nó cần năng lượng tương đương với mặt trời để có thể hoạt động Thứ duy nhất trên trái đất có đủ năng lượng là viên ngọc trong con tàu của người ngoài hành tinh nó được bảo vệ trong một căn phòng có an ninh nghiêm ngặt và quan trọng hơn là có bộ ngăn dị năng Nên Barry tới gặp Captain Cole để nhờ thiết kế một vụ trộm chuyên nghiệp Để rồi tối nay, hai ông bạn trái ngành bước vào nhà tù Argus Nơi giam giữ một số lượng lớn dị nhân Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ biết căn phòng chứa hòn đá được canh gác bởi kinh Shark. Với kinh nghiệm theo dõi thế giới động vật, câu ném thiết bị làm lạnh của khẩu súng qua gầm cửa để khiến Baby Shark đi vào giấc ngủ. Từ đó hai thanh niên có thể đường đường chính chính và ăn trộm. Dù sau đó bị bắt tận tay, song hào quang nhân vật chính khiến họ vượt qua được hết. Xong việc, Barry trả lại câu về với đội Legends để mang hàng nóng về Star Labs Nhưng Salvatore đã đi trước một bước, hắn giả dạng Barry để lấy thông tin về vị trí của Iris hiện đang tá túc ở vũ trụ 2. Tên Barry mặt sẹo mở cổng sang địa bàn của Harry sau đó đánh gãy chân Wally, tiếp đến cởi bỏ bộ giáp, mặt đối mặt với hai cha con nhà West, chứng tỏ độ máu lạnh của mình, rồi bắt Iris đi trước khi Barry kịp có mặt. Cái đêm định mệnh đó rồi cũng đã tới. Giờ thì Wally đã bị thương nặng không thể hồi phục kịp. Cisco cần phải đi lo liệu Killer Frost, vì đây là lúc Salvatore không ở cạnh cô ta và viễn cảnh thì vẫn là Barry đối diện với Savatiero để cứu Iris gặp nhau trên con phố định mệnh lần này trên tay Flash đã có một khẩu súng uy lực và nặng nề nhưng nó không có tác dụng với Savatiero khi hắn đã có hòn đá phù thủy và rồi khoảnh khắc đó đã tới Flash chạy slow motion tới chỗ người yêu trong khi móng vuốt của Savatiero dần dần xâm nhập vào cơ thể của Iris người đàn ông tia chớp đỡ lấy thân thể vị hôn phu la hét mà không có hồi đáp tưởng chừng như mọi việc đang ngã ngũ nhưng người trên tay Barry lại là HR với công nghệ giả dạng. Ông đã chọn trở thành anh hùng bằng cách thế thân cho Iris. Việc đó cứu Iris một mạng nhưng chỉ là tạm thời, bởi sau khi Salvatore biết mình bị lừa, hắn bắt Cisco sửa lại cây bazooka cho mình nếu không sẽ cho Killer Frost aka Caitlin về với tổ tiên, về phía Barry. Lần này cậu đi một nước đi không ai ngờ tới, thay vì nghĩ kế hoạch này nọ, cậu tới trải lòng với phiên bản ác quỷ của mình, rằng Savator sẽ trở về Star Labs để mọi người cùng giúp anh chống lại nghịch lý thời gian. Tất nhiên hắn biết Barry nói thật vì hắn là phiên bản tương lai của Barry. Savator ngoài mặt thì cùng đi về phòng thí nghiệm diễn sâu, chứ đi về nhà vẫn thực hiện kế hoạch của mình. Savator khởi động vài vòng để mở lối vào Speed Force lúc này zoom bóng ma từ bên trong bay ra bắt hắn xong đã bị kết lin kết liễu bằng đòn đóng đá giờ đây chỉ còn một việc cuối để hắn bất tử trong dòng thời gian là bắn cây súng bazooka đã được custom nhưng Savator đâu có hay cisco đã cố tình tinh chỉnh để nó không những giúp hắn thành thần mà còn tạo cơ hội giải thoát cho Jay Garrick bên trong Speed Force Giờ là phần của Flash Anh dùng chiêu dung người đẩy hắn ra khỏi bộ giáp Sau đó dùng bần bật để phá vỡ nó Và bất ngờ nhất Iris đã có một màn trả thù ngọt ngào với kẻ đã từng hay chính xác là suýt giết mình sáng nay trong đám tang của HR nơi đất khách quê người. Mọi người thương tiếc cho một phiên bản Wells dù không thông minh nhất nhưng chắc chắn là dũng cảm nhất. Killer Frost cũng tới nhưng chỉ để gửi lời chia buồn và tạm biệt mọi người. Tuy không còn đằng đằng sát khí nhưng cô cũng không còn là Caitlyn ngày xưa. Và như truyền thống mỗi cuối một mùa, biến cố mới xảy ra khiến khán giả phải hóng dài cổ vào mùa sau. Nhưng đừng lo vì phim này ra hết rồi. Nên các bạn chỉ việc đợi chúng tôi ra video mới về mùa 4. Còn chuyện hiện tại là Speed Force đang đòi tù nhân của nó sau khi đội Flash dùng trick lỏ để cứu Jay Garrick ra ngoài. Lần này Barry quyết định sẽ không để ai phải gánh chịu hậu quả dù mình nữa Anh sẽ bước vào Speed Force một lần nữa Vì ai mà chả biết kiểu gì anh chả thoát được ra ngoài Và đó là kết thúc của The Flash mùa 3 Tôi còn quại Xin chào và hẹn gặp lại